À, dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả đứng cùng bên Tiến Dũng, đó là anh cũng là Tiến Dũng, anh tính Mỹ, anh là gì? Mỹ là Derek. Anh Derek, một khách hàng có thể nói là rất là đặc biệt đối với công ty VinFast, thưa quý vị. Và bây giờ thì Tiến Dũng xin kính mời quý vị cùng nghe những lời chia sẻ của anh. Trước hết em mến chào anh và xin anh chia sẻ rằng cái duyên nào mà anh quyết định anh mua xe VinFast ạ? Và thứ nhất là nó là xe điện, thì bây giờ là phong trào là xe điện. Mình chạy thử mình thấy nó hay quá. Mà hơn nữa là nó làm ở Việt Nam nữa. Mà người Việt Nam mình tạo ra. Thì mình có cái hãng điện của người Việt Nam. Xong rồi sau đó nó gửi mình về Việt Nam, mình xem cái hãng nó sản xuất làm sao. Thì mình thấy nó sản xuất rất là tiêu chuẩn. Mấy cái máy móc mà nó làm cái xe hơi này á, là nó là robot hết á, nó là của bên Đức nó làm. Mà cái body của cái xe nó là BMW body. Là mình thấy hèn gì mình lái nó có vẻ nó cứng như là BMW vậy đó. Mình thấy thích thì mình order 20 chiếc. Wow, cái số lượng 20 chiếc luôn, có thể nói wow, quá nhiều luôn. thì 20 chiếc đó thì là ai muốn mua lại thì mình bán lại cho nó discount. Cũng như là nếu mà muốn lease chẳng hạn. Bây giờ mà lease direct VinFast á thì là 400 mấy một tháng. 431 đồng. Đúng rồi, còn nếu lease qua mình á thì là chỉ có 274 đồng một tháng thôi. Tại sao khác nhau gì vậy? Tại vì là cái risk á, mình mua trước á, mình thấy cái risk đó. Anh là VinFirst. VinFirst. Nó gọi là VinFirst buyer gì đó. Nếu vậy thì khi anh nói ra điều này thì là bên VinFast họ có bị gọi là khác nhau, tại vì bên VinFast hiện tại bây giờ giá của nó là 431 đồng. Đúng rồi. Bên anh thì có 200 mấy. Nó không có problem gì hết á. Tại vì là mình phải hiểu là hồi mà VinFast nó mới ra cái xe này á. Nó cần mượn tiền của nhà băng để nó làm hãng. Thì nó cần bán nhiều xe. Thì mình cái người mà VinFirst mình mua trước á, thì nó có cái số đó, nó nói cho nhà băng biết ok, tôi đã bán được bao nhiêu ngàn xe rồi. Thì nó cho mượn tiền để nó làm cái hãng. Thì nó cũng lợi rồi. That's why nó mới cho mình làm vậy. Thì mà mình bán bao nhiêu lại cái đó cái chuyện của mình nó không cần biết. Thưa anh, sẽ hỏi anh chi tiết như thế này, khi mà anh đặt tay xuống để anh ký cái hợp đồng anh mua được 20 chiếc á, thì anh có nghe những người trong thân của anh đi, họ phản đối về điều này không? Hay là anh quyết định mà họ mọi người ủng hộ hết? Nếu mà nói về mấy chuỗi mà biết xe hơi nhiều á, thì người ta thích cái đó. Người ta nói là giờ cái này là xe điện, là xe tốt. Mà lần đầu tiên là cái người Việt Nam mà chế ra được cái xe này nó cũng hay lắm. Còn nhiều người mà không biết về xe hơi nhiều á, thì nhìn cái gì mà Việt Nam làm nghĩ là Việt Nam làm chắc không đúng tiêu chuẩn đâu. Nhưng mà không phải. Cái này là cái hãng là nó dùng máy móc của Đức. Như nói là anh đã từng về hãng Hải Phòng để mà anh xem cái nhà máy bên đó rồi. Tuy nhiên thì bên Mỹ cho đến bây giờ phút này đó là những cái gọi là trạm bảo hành đó nó chưa được nhiều. Anh có lo lắng không? No. Tại vì là cái hãng nó rất là lớn. VinGroup là một trong những hãng mà giàu nhất thế giới. Về vấn đề trục trặc gì là nó sẽ resolve hết mấy cái problem đó. Tại vì tiền đổ vô là xong, đúng không? Có tiền là xong rồi. Giờ thì không có sao. Về vấn đề mà xây hãng ở bên North Carolina được ủng hộ của chính phủ Mỹ, của Biden. Biden cho nhiều tax break mà xây cái hãng đó để create job. Create job ở Mỹ này. Thì cái đó là win-win đấy. Nó có lợi cho tất cả, có lợi cho dân Mỹ, mà có lợi cho cái hãng Việt Nam, mà có lợi cho những người mua nữa. Tại cái xe nó rẻ hơn. Bây giờ cái xe như này á, mà của Tesla đâu có 274 đồng một tháng được. Tesla là nếu mua cái xe bằng cái này là phải 500-600 đồng một tháng á. Chứ đâu có được. Tiến Dũng phải cần highlight lên cái giá mà anh nói là 200 mấy, nó là phải là qua phía bên của anh thôi. Đúng rồi. Như tôi mấy nửa giá đó. Người đầu tiên đâu. Chứ còn bên VinFast hiện giờ trên website của họ là 431 đồng là thấp nhất. Thế anh như thế này nữa, là vừa rồi ở trên tờ báo Reuters họ đưa tin là những chiếc xe VinFast VF8 bên Mỹ lần đầu mà bị triệu hồi như vậy đó, là trong cái số lượng gọi là giao cho khách hàng cho tới bây giờ luôn nha, là được biết là 111 chiếc, thì anh đã giữ 20 chiếc trong đó rồi. Và trong cái số mà xe đã gửi cho khách hàng được báo cáo là 14 chiếc xe phải bị recall, thì xe anh giữ có bị chiếc nào hay không? Tôi giữ cái position chứ không phải cái xe. Thì là cái xe mình phải hiểu là cái xe nào mới ra đó. Tesla cũng vậy. Tôi có Tesla Model X từ năm 2016. Tôi là một những người đầu tiên mua Tesla hồi đó. Tesla Model X.
nó cũng bị problem vậy. Dạ. Tại cái gì mới nó ra nó bị, nhưng mà cái xe điện nó ít problem lắm, mà nếu có problem nó sửa mau lắm. Dạ. Chứ không phải như cái xe xăng, tại cái xe xăng nó có cả ngàn mấy cái linh kiện trong đó, thì phải đi vô mình sửa. Còn xe điện nó chỉ có bấm over the air hay là quá lắm là nó cho cái xe service car tới để nó sửa. À, còn riêng về kinh nghiệm thì nói là anh đã từng có chiếc Tesla nè, rồi bây giờ anh đã sở hữu rất là nhiều xe VinFast nữa, và với bài báo mà trên Racer họ viết như vậy đó, thì anh cho là công bằng không, hay là tại sao mà họ viết như vậy, là những điều bất lợi cho VinFast quá nhiều? Mình nghĩ là tại vì nhiều người ghét cộng sản á, nói như ngay thì cứ tưởng là cái hãng VinFast là hãng cộng sản, nhưng mà nói thật sau này cộng sản chứng chỉ cái đó qua rồi. Thì giờ mấy cái hãng này chỉ có như là mấy hãng thế giới thôi, người ta ra cái phẩm để người ta làm tiền thôi. Cái này không có gì về chính trị hết á. Nhưng mà mình cũng hiểu là tôi cũng có người chú mà bị tù cộng sản mười mấy năm rồi. Thì những người như vậy á, người ta rất là thù hành cái chế độ cộng sản. Nhưng mà VinFast là không phải hãng cộng sản. Nó là cái hãng ở Việt Nam đúng. Nhưng mà những cái người làm VinFast đó là cái người capitalist. Đúng không? Chỉ có buôn bán thôi chứ đâu có phải về cái đó. Mà nhiều người người ta không thích là tại vì cũng như là Nhật ngày xưa ra xe cũng vậy, ai cũng nghĩ là xe Nhật làm là mỏng. Đúng không? Nhưng mà sau này mình đâu có mỏng đâu, nó tốt thấy mồ luôn, đúng không? Thì cái đó là cũng là cái ý nghĩ của người ta thôi. Lái thử mới biết được. Ra lái thử nó không cần phải phê bình gì hết. Lái thử trước xong muốn nói gì nói. Lái thử mới biết. Đấy thì trở lại những cái bài báo mà khi được đăng lên như vậy đó, thì dĩ nhiên nhận được những sự phản hồi tiêu cực rất là nhiều. Và người ta cho rằng đâu đó là khi công ty VinFast họ giao cho những phóng viên mà họ đi viết bài đó anh, thì thời gian thứ nhất là ngắn quá, thứ nữa là không có nhân viên kỹ thuật ngồi kèm theo. Thì với anh, VinFast nên làm gì trong cái trường hợp nếu như giao xe cho một cá nhân hay là một cái tổ chức hay là một cái người review nào đó mà có tầm ảnh hưởng lớn như vậy? Mình lái xe này mình phải lái một thời gian mình biết được, đúng không? Lái một thời gian mình biết rõ được xe nào cũng vậy. Thì nhưng mà cái thời ngắn mình đã thấy nó hay rồi. Đúng rồi. Mà mấy cái người mà review xe hơi thiệt á, mấy người mà nó gọi là objective á, thì ai cũng nói là cái xe này nó on par, nó cũng bằng ít nhất là mấy cái Hyundai hay là Kia đó. Nếu không nó cũng bằng mấy cái xe BMW vậy đó. Cái đó objective. Chứ cái người nào mà bias ấy, thì thấy là Việt Nam là chê trước rồi, đúng không? Mà không phải, chạy thì mới biết được. Mà cái hãng nào mà mới ra nó cũng có cái problem nhỏ nhỏ chút xíu này kia. Thì cái đó là thường rồi. Điển hình giống như anh đang chạy VinFast, chắc chắn rằng cái phần software trên màn hình anh ấy, nó nhảy những cái chữ mà ngoài ý muốn của anh. Nó cũng đang xảy ra đúng không ạ? Thì đúng rồi. Nó ảnh hưởng đến phần lái xe anh không? BMW, Volkswagen á. Cái xe Volkswagen đó, nó bị nhiều problem software mấy năm nay nó không xài được, nó không có sửa được. Software bự lắm, lớn lắm. Của VW á, Volkswagen á. Kia cũng bị y chang cái màn hình. Nhưng mà nó không có ảnh hưởng cái lái xe. Cái lái xe nó không ảnh hưởng đó. Ảnh hưởng là mấy cái radio hay là mấy cái hệ thống electronic thôi. Nhưng mà lái xe nó đâu bị đâu. Và sau cùng khi mà có mặt trong ngày hôm nay, tuy rằng các bài báo hay là các kênh YouTube, nói chung là social media, họ nói rất là nhiều điều tiêu cực về chiếc xe VinFast VF8 có mặt ở tại Mỹ. Tuy vậy thì không khí ngày hôm nay và cảm nghĩ riêng của anh khi mà có mặt trong ngày hôm nay ạ. Không khí trong ngày hôm nay đối với anh như thế nào, và tại sao mà họ đến đông đúc như vậy, những người thử ngày hôm nay? Thì bắt đầu người ta bắt đầu nghe tiếng VinFast rồi. Mới đầu ra thì không ai nghe, không ai biết gì hết. Mà bây giờ càng ngày người ta, tôi thấy nhiều cái xe VinFast 5-6 chiếc rồi đó, hôm nọ nay chạy đường á. Thì bắt đầu người ta thấy rồi, người ta hỏi là ủa cái xe là cái gì ha, sao chữ V. Người ta mới bắt đầu người ta thấy Việt Nam ở ra coi thử. Thì bây giờ đáng nhẽ là đóng cửa 12 giờ rồi mà bây giờ vẫn còn. Người ta, nhiều người vẫn muốn xem cái xe này, muốn biết là cái xe gì. Thì bởi mình mới thấy nhiều người bắt đầu người ta biết cái tiếng cái xe VinFast rồi. Một lần nữa rất cảm ơn anh đã dành cho channel TD Media lời chia sẻ vừa qua. Và thưa anh, như anh nói là bây giờ nếu mà họ muốn cái giá rẻ hơn ở bên website của VinFast, họ liên lạc với anh thì bằng cách nào? Cái thẻ tôi đưa rồi, số telephone tôi là 334-322-7005. Còn nếu mà không nhớ đó thì cứ đi ra cái Spectrum VinFast Store đó. Ở dưới Vine. Ở Vine đó. Nói chuyện với anh manager tên là Hey. Anh đã biết tôi. Thì nói là Hey, có discount, Derek cho discount.
thì anh sẽ có điện thoại liên lạc với tôi. Dạ, quá tuyệt vời. Ôm một cái nữa là thí dụ như họ lease cái xe của anh đi, thì cái vấn đề mà khấu trừ thuế này nọ họ có được giống như là khi mà lease xe của VinFast luôn. Dạ. Trừ thuế Cali, trừ thuế Federal là 7.500. Dạ, maximum. Còn Cali á, hình như là họ đưa cash luôn đó, là diện càng mấy 2.000 gì đó. Dạ, dạ, dạ vâng, rebate. Thì cái cash á, chứ không phải là trừ thuế đâu, dạ, cái là từ bang Cali. Còn trừ thuế Federal là hình như 7.500 trừ thuế. Dạ, được. Dạ, dạ, cảm ơn lần nữa quý vị. Nếu mà quý vị muốn lease xe VinFast VF8 với cái giá gọi là rẻ hơn trên mạng bây giờ, quý vị cứ liên lạc với anh Direct quý vị. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ, dạ.